Ăn chấm xoài mà có miếng tép mỡ như thế này là cực đã luôn. Mọi người nên thử công thức này nha. Bạn nào mà chưa thử ngay cái công thức chấm xoài này của Tú thì thử ngay, thử liền luôn nha. Hành tím thì Tú băm cho nhuyễn ra, thay dầu bằng mỡ heo, rồi mình phi cái hành tím cho nó vàng thơm. Lúc này là Tú sẽ tắt bếp và cho 2 muỗng đường cát, 1 muỗng nước mắm và 3 muỗng nước lọc. Cái bước quan trọng cuối cùng là mọi người bỏ 1 muỗng mắm ruốc, khuấy cho tan đều rồi thì mình bắt lên trên bếp, đun cho nó sệt trở lại thì mình để nguội. Cái nước sốt này ăn vô cực kỳ béo mà thơm mùi mắm ruốc rất là ngon. Nhất là những bạn mà mê tấp mỡ thì không thể bỏ qua được cái công thức này được nha. Xoài thì Tú cắt theo từng miếng vừa ăn. Nhớ là rửa qua một lần nước rồi lấy mấy cái hạt nó ra, chứ để không thôi là mủ dữ lắm đó mọi người. Rồi nè, nước sốt nguội rồi Tú đổ ra nè, cho thêm ớt cay vô nữa, ăn mặn mặn cay cay ngọt ngọt chua chua, trời ơi cực kỳ đã luôn. Mời mọi người ăn nha.